Hi, mình xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chị tây khoa học Trần Quang. Thì kênh của mình là kênh hướng dẫn về chị tây, nhân tướng, phong thủy và tử vi cho đến tất cả mọi người trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Thì cách xem của mình là cách xem khoa học không có mê tín dị đoan. Về lĩnh vực chị tây thì có thể xem là bất kỳ ai cũng được ha, trẻ em 13 tuổi trở ra cũng được, hoặc là mọi người từ 20 tuổi trở ra, 20, 30, 40, 50, 65, 70, bất kỳ ha. Nên ví dụ là 50 tuổi khi tìm đến mình thì mình sẽ nóng lại cái quá khứ mà người trải qua từng năm thế nào, từ cái tuổi 20 cho đến cái tuổi 50, tức là 30 năm quá khứ đó trải qua từng năm thế nào về mọi mặt trong cuộc sống, về công việc, về tiền tài, về vận may, công danh, thành công thất bại là đã xảy ra ở những năm nào, phải không? Nạn lớn nạn nhỏ ra sao, rồi những tài sản mọi người có như thế nào đến thời điểm hiện tại, rồi vợ chồng con cái, và sẽ xem tiếp từ cái năm hiện tại cho đến những năm cuối học vận cũng về cái mặt như vậy nha. Còn về lĩnh vực xem về phong thủy thì mình sẽ vào cái phần này cho nó giới thiệu cho nhanh nhé. Thì về lĩnh vực phong thủy ha, thì mình là chuyên thiết kế nè, mới hoặc là sửa phong thủy khi mọi người xây dựng nhà cửa mới nè, cũng đồng thổ, mua đất đai, công ty, xưởng sản xuất, cửa hàng, quán ăn, buôn bán kinh doanh cho nó đúng phong thủy tuổi của gia chủ ha, để giúp công việc thuận lợi phát đạt, thành công nhé. Rồi tìm long mạch khi xây dựng mộ mã gia tiên nè nhé, rồi làm lễ cầu buôn bán nhà cửa đất đai thuận lợi, rồi tranh chấp kiện tụng nhé. Rồi còn thì mọi người đã biết mình trước nay ha, là kênh mình là đã xem cho khách đến từ đủ từ 63 tỉnh thành trên toàn quốc nha, Việt Nam, và khách đến từ khắp nơi ở nước ngoài như là Mỹ nè, Anh, Pháp, Đức, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Australia, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Campuchia nha. Thì trong kênh YouTube của mình là có tầm 400 video clip trong kênh nha, đã xem chị tây và làm phong thủy cho khách, thì mọi người cứ vào để tham khảo ha. Rồi thì hôm nay mình tiếp tục sẽ hướng dẫn cho mọi người tiếp về phong thủy nhà cửa đất đai nhé. Thì hôm nay mọi người thấy cái tiêu đề là đưa lên đó là đối diện nhà của cửa chính của nhà mình đó nha, mà là chùa nè nhé, am cốc, điện phủ, đền nhé, hoặc là mồ mả, và mình có ghi trên đó nữa, đó là nhà lớn. Thì ở đây thì mình nhà thì mình sẽ coi như là mình sẽ tiếp tục bổ sung thêm cái phần ngày hôm qua mình hướng dẫn cho mọi người về các thế nhà nó ảnh hưởng lên thế nhà lân cận ảnh hưởng đến mình ha, thì này mình bổ sung thêm cái phần này nha. Thì mình nghĩ cái phần này thì chắc không cần phải dùng hình ảnh nha, thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì khi mà nhà chúng ta nha, là cái cửa chính của chúng ta nha, hoặc là cái cổng nhà của chúng ta nhé, thì đó là cái hướng khí tốt đó nha, hướng sinh khí của nhà chúng ta nha, mà đâm thẳng trực diện đang ở giữa tâm của cái hướng cửa nhà ra, mà đối diện đó là cửa của đối diện đó là cổng chùa ha, là cổng chùa hoặc là am điện phủ như mình mới giờ nói rồi ha, hoặc là đối diện đó là mồ mả nha. Thì ở những nơi này nhé, thì thường là chùa, am đền phủ hoặc là mồ mả, thì ở đó nó thường là có những cái dòng sát khí nó rất là nặng nha. Khi nhà chúng ta đối diện vào những nơi như vậy thì cái sát khí đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái dòng sinh khí của cái phong thủy của nhà mình nha, nó ảnh hưởng, nó là làm cho chúng ta rất là trong gia đình chúng ta cái tâm lý chúng ta nó cứ u ám u uất này nọ ha, ảnh hưởng đến sức khỏe rồi vận khí của cái gia đình phong thủy của chúng ta, làm ăn nó sẽ khó khăn mà đi xuống nha. Rồi nữa là ở cái phần mà đối diện nhà chúng ta là thì bây giờ cuộc sống chúng ta là mình có nói đến là cuộc sống ở thành phố đi ha, thì với đất chật người đông thì có những nhà nó thường thiết kế nhà của mình ha, thì đối diện là cũng là nhà của hàng xóm ha, thì cửa nhà mình và cửa nhà hàng xóm hai bên nó trực diện với nhau, thì đây là cũng là điều tối kỵ ở trong phong thủy, tức là khi mà hai nhà đối diện nhau như vậy
và cửa chính cũng đối diện nhau, thì một trong hai nhà sẽ bị là chịp bại đó nha. Một là nhà mình sẽ đi xuống, hai là nhà bên kia sẽ đi xuống trong cái làm ăn kinh tế mọi thứ nha. Một trong hai nhà sẽ thất bại. Đó, đó là cái điều tối kỵ ở trong phong thủy nhưng mà chúng ta nên tránh nha. Và cái nữa đó là thì mình bổ sung tiếp, đó là ví dụ như ở vùng quê đi ha. Ở vùng quê thì có thể là nhà nó không không đông đúc ở như ở thành phố, nhưng nếu mà nhà chúng ta đối diện nhà đối diện với cửa nhà chúng ta, đó là cũng là một nhà hàng xóm, nhưng chỉ có một nhà mà thôi nha, không có nhà nào khác nữa ở đối diện, thì điều này cũng là điều tối kỵ ở trong phong thủy, tức là nó một nhà chơi chọi ở đằng trước thôi nha. Thì những người mà sống ở trong gia đình này thì nhất là nó cũng u uất về tâm lý nè ha. Mà thường mà nếu mà phụ nữ mà trong cái gia đình mình đó thì sẽ dễ bị cô quả nha. Thì đây là về những kiến thức về phong thủy, mình hướng dẫn thêm mọi người về cái điều này. Hoặc là nhà chúng ta đối diện nhà chúng ta đó là một cái nhà hoang ha. Có thể là ở thành phố đi ha, hoặc là ở vùng quê cũng vậy. Thì nếu mà trước đối diện nhà chúng ta đó là một cái nhà hoang thì đó cũng là điều tối kỵ trong phong thủy, nó sẽ làm cho gia đình chúng ta công việc làm ăn mọi thứ nó sẽ đi xuống, sẽ thất bại nha. Đó công việc nó ảnh hưởng rất nhiều nha. Về đây là những cái mình hôm nay mình đưa đến mọi người là cái thêm một số cái ví dụ về thực tế ở trong cái phong thủy nhà cửa nha, để mọi người hiểu thêm về những cái hướng tốt xấu nhà cửa đất đai nó như thế nào nha. Ở những phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp, mình sẽ chọn lựa ra những cái phần hay để mọi người hiểu thêm về những cái thế đất thế nhà như thế nào cho nó hay nha, để mọi người hiểu rõ hơn về cái phong thủy. Thì khi mà nhà chúng ta nó đã bị những cái phần mà nó làm xấu đi cái phong thủy nhà chúng ta như vậy, thì thường những người thầy hỏi phong thủy họ sẽ có những cách để họ khắc chế nha, để sửa chữa nha cái phong thủy cho nó tốt hơn. Thì khi mọi người muốn làm về những cái vấn đề này ha, thì như hồi nãy mình đã nói ha, ai mọi người trên toàn quốc, mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài, khi có nhu cầu về làm về phong thủy xây dựng mới sửa chữa ha, thì mọi người để ý nha, mình hướng dẫn mọi người, mình nói là nhà cửa thì ở đây nhà cửa có thể là nhà chúng ta, hoặc là chúng ta là cửa hàng, quán ăn, cơ quan này nọ ha, chứ không phải mình chỉ nói không là nhà, nó là bao hàm chung nó là như vậy nha. Đó. Thì mọi người liên hệ số điện thoại của mình là 084 nha, 0908 515792, có sử dụng Zalo, Messenger và Facebook ha, thì cái liên hệ thì mình sẽ hướng dẫn nha. Mình xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lúc tới, mình sẽ tiếp tục đưa đến mọi người những cái phần hướng dẫn thêm về phong thủy. Rồi, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.